Ngon, trời ơi, ngủ dậy khỏe quá trời có đất luôn. Thôi đi ra ngoài gọi là bán chai sữa thôi. Khoan, ủa đây đâu phải nhà của tôi đâu. Ủa gì kì á, ủa gì nhà tôi có rong rêu gì mà cái gì về khắp nơi gì nhìn kinh dữ vậy. Ủa các bạn, tôi nhớ là tôi đang ở trong nhà, tôi đang ngủ khò khò và mơ về những giấc mơ đẹp. Sao bây giờ tôi ở trong cái nhà gì kì kì vậy ta. Ủa mà cho tôi nghe gì lóc cóc nữa. Ủa gì trời ơi, đừng nói tôi đã bị lạc vào một cơn ác mộng kinh hoàng nha mọi người. Gì ghê dữ vậy trời. Cái gì đây? Ồ, đáng sợ quá à. Khoan, lại tôi nghe tiếng lóc cóc lắm mọi người. Ủa gì đây? Sao cái này nhìn như một cái nhà trọ bỏ hoang vậy mọi người. Ghê quá à. Phòng của bé Mưa. Hả? Ủa là sao? Phòng của bé Mưa. Ủa? Sao đây là phòng của bé Mưa được? Tôi đang sống chung với bé Mưa mà. Sao lại ở đây? Ui da, đau quá à. Gì đây? Phòng của Kairon và Simi. Ủa, phòng màu xanh nè. Ủa, toàn những thứ tôi thích nè. Ủa các bạn ơi, chết rồi. Có khi nào mình đang lạc vào một cái giấc mơ ác mộng nào đâu mọi người. Chứ làm sao nhà mình như này được. Ui, cái gì đây? Để mình coi thử coi. Hey, còn đây là cái gì đây? Phòng tắm. Có cả toilet các kiểu đồ à. Rồi, theo tôi nhìn sơ qua đây là một cái khu bị bỏ hoang mọi người. Đấy. Ủa, tôi kìa. Ủa, tại sao tôi lại ở đó? Trong khi đây mới là tôi mà. Ủa gì vậy các bạn? Trời ơi, chẳng lẽ tôi đang ở trong một giấc mơ tôi gặp tôi vậy mọi người. Ghê quá à. Ủa, có một cái chìa khóa. Chết rồi. Bé Mưa kìa. Ôi, bé Mưa với Simi đang nhìn mình. Ủa, cái gì ghê dữ vậy. Rồi xong rồi, đây là giấc mơ Simi và bé Mưa kinh dị rồi mọi người ơi. Và nhiệm vụ của tôi hôm nay sẽ là đi kiếm chìa khóa để thoát khỏi nơi này. Trời ơi, để gọi là tiêu diệt bé Mưa fake và Simi fake các bạn ơi. Đấy, ok. Đáng sợ quá. Trời ơi. Ok, bây giờ mình đã kiếm được hai chìa khóa rồi mọi người. Mình không biết ở trong cái cửa kia bao nhiêu chìa khóa nữa. Nhưng mà ở đây ghê quá à. Mình sợ mình xuống kia bị bé Mưa ăn thịt quá. Bởi vì đó là người giả mà. Ôi, Simi giả lên đây ghê. Trời ơi. Ôi, ghê quá à. Ôi, đi ra đi. Trời ơi, Simi giả hả? Ôi, Simi giả nó nhảy luôn. Trời ơi, ghê vậy. Ôi, ghê vậy. Em bạn ơi, mình... Trời ơi, nhìn nhạc tôi ra không phải là mình đầm thẻ lẻ này, thanh niên này, nhạc tách à. Trời ơi, đi ra. Trời ơi, Simi giả mạnh dữ vậy à. Tát mình một cái, mình văng xuống kia luôn mọi người. Trời ơi, ghê quá à. Thôi, đi nhanh. Ui, Simi giả với bé Mưa giả kìa. Ok. Bây giờ tôi phải đi kiếm thật là nhiều chìa khóa mới được. Trời ơi, hay quá, có một cái chìa khóa nữa rồi. Ok. Ồ, đáng sợ quá. Rồi. Ồ, trời ơi, cái giấc mơ gì mà kinh khủng vậy trời. Tự nhiên đang mơ mà. Phòng stream của Simi. Ok. Ui. Ồ, cái gì đây? Trời đất ơi. Mình có tượng của mình với Simi ra ra nè. Nhiều kỷ niệm vậy. Trời đất ơi, nhưng mà rất tiếc bây giờ Simi ra ra không còn ở đây nữa rồi. Nhưng không sao, mình nhất định phải thoát khỏi đây được. Ở đây là Simi fan meeting nè mọi người. Dễ được. Ây, đau quá à. Trời ơi, kinh khủng gì vậy. Ồ, đây là những cái rương sao. Ồ, nhưng mình phải cần chìa khóa hay sao á. Ôi, mấy cái tượng này hay quá trời luôn mọi người. Nhưng mà giờ tôi không mở được gì hết trơn á. Để coi trong này có cái gì không. Phải có cái gì đó chứ. Không thể là một căn phòng mà rộng như này mà không có gì được. Tôi nghĩ nó cất dấu lắm mọi người. Ây ạ. Trời ơi, nãy giờ tôi thấy gì mà tôi bị shut down liên tục mọi người. Nếu các bạn thấy video hơi tối thì mình sorry nha. Ủa gì đây? Tôi thấy mọi người là cái game này tối luôn trời. Coi. Không thấy gì cả. Ok, thế trong này không có gì hết trơn hả? Kỳ á. Ui, bé Mưa. Ôi trời ơi, cái bà Simi giả bà canh tôi mọi người ơi. Trời, bà canh tôi, bà tát tôi một cái, tôi bay người luôn á. Chạy. Ok, là cái gì đây? Phòng stream của Kairon. Ok. Ui trời ơi, bà tát tôi cái tôi còn xíu máu không mọi người. Bên này là phòng stream của Kairon nè. Ôi, có cả tượng Kairon nè. Nhưng mà sao lại trừ mình chỗ nha. Không kiếm nữa cái gì hết trơn á trời mọi người. Có một cái rương nhỏ đây. Có một cái nút nhỏ nè. Ủa, cái nút nhỏ làm cái gì vậy? Không biết luôn mọi người.
Trời ơi, tôi nghe tiếng quái vật nữa. Ok, tôi phải làm sao để kiếm hết chìa khóa thoát khỏi cái ác mộng này của tôi mới được mọi người. Ác mộng này ghê quá à. Sợ quá à. Ôi, giờ sao đây. Ôi, hay là mình phải xử lý cái bà Simi dạ này nha mọi người. Trời, bà ghê quá. Ui, chết rồi. Ôi, trời, bà tát tôi không thương tiếc luôn. Từ từ, mình có 3 chìa khóa, một cái chìa khóa bấm. Ok, phải làm cái gì đó chứ, không thể nào mà không thể mà mình bị tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy được. Ôi, có một cái đường đi ra nè. Ơ, mà mình không đi ra được. Mình thấy có một cái mình vô được nè. À, trong này có một cái cửa hầm bí mật mọi người ạ. Ok, tôi phải cố gắng gì ta kiếm cái chìa khóa, tôi phải thoát khỏi đây được các bạn ơi. Gì kỳ à, trong góc này. Trời ơi, ok, 4 chìa khóa rồi nha. Rồi, ok. Ủa, tìm 7 cần gạt mọi người ạ. Ok, 7 cần gạt, nhưng mình có một cái nút này mọi người, tôi chưa kiếm được cái gì á. Ở như bên này mình cũng chưa kiếm được đúng không ta? Để mình kiếm kỹ coi. Chắc chắn trong này có rất là nhiều điều bí mật mà tôi chưa hề biết được mọi người. Cái này phải nhìn kỹ các bạn ơi. Mắt phải tinh anh lên. Đấy, ok. Hình như chỗ này không có gì, chắc mình phải check rồi. Còn hai bên thì mình đã lấy chìa khóa rồi. Đấy, chúng ta có một cái nút nữa, nhưng mình không biết cái nút này làm gì. Simi giả. Mình phải chiến đấu với Simi giả mọi người ạ. Simi giả. Simi giả đau quá. Simi giả mạnh quá mọi người. Trời, bà mạnh quá trời luôn. Trời, tôi không thể đánh bà được. Ok, ta sẽ lấy cái bánh mì chiến đấu với ngươi. Đấy, ok. Mày dám bắt nạt ta hả? Trời ơi, nó đánh mình một cái, mình còn xíu máu luôn á. Ok. Thôi sao, ok, tôi sợ bà nhất luôn ấy. Ok, bà là quái vật, bà là số 1, bà là tất cả, được chưa? Trời ơi, bà là số 1 rồi, bà là siêu nhân, bà là cái gì đó cũng được á. Ôi, sợ quá. Còn, ôi, có cái phòng sắt. Ôi, ok. Trời, bà nổi đây. Bà canh đúng hay luôn á. Tôi ok. Kệ bà. Bà kệ tôi. Vô. Ok. Ôi, hên quá. Trời ơi, cái may cái bà nội này. May mình vừa kịp. Trời, cái nhà này thề là cái hệ thống đèn là mình không ưa tẹo nào luôn. Nó cứ đập tắt, đập mở gì. Sao tôi mà mở rương được trời. Trời đất ơi, mua đã bảo rồi mua đèn xịn không chịu, đi mua cái đèn 10.000 làm chi không biết nữa. Trời ơi, đèn người ta là mấy chục, bà mua 10.000 sao nó chạy được. Trời ơi, rồi xong mấy cái nào luôn. Trời đất ơi, mất công mất cái chìa khóa xong cuối cùng không có gì chứ. Trời ơi, kiếm cho cố vô xong ngồi ngước lên trên này là có nguyên cái chìa khóa nè. Rồi giờ 1, 2, 3, 4, 5. Rồi còn hai má nữa. Còn hai má kia là biết trong này mình kiếm được cái nào chưa ta? Hình như nãy trừ mình chưa để ý là mình chưa kiếm hay sao á. Rồi tôi cố gắng tôi kiếm mọi người. Đấy, dùng con mắt siêu việt của tôi sẽ xuyên nhìn xuyên qua tất cả mọi thứ mọi người ạ. Nãy trừ là để ý là không kiếm hết cái gì trong cái phòng này luôn ấy. Rồi, hay là có khi nào mình phải tiêu diệt hai cái đứa giả tạo này. Ok, bánh mì công lý. Ta không tin là ta không giết người được. Nhưng mà bé mưa lên thì chắc chắn là sẽ không giết được rồi. Tôi thề mọi người, tôi đánh nó như một con khùng luôn mọi người. Nó không chết mọi người. Trời, tôi tức ghê mọi người. Trời, tôi còn đúng hai cái chìa khóa thôi mọi người, tức ghê. Như bé mưa này đúng là hiền, đúng cho bé mưa, đúng hiền luôn. Lại chỉ đánh không đánh lại mọi người. Thôi tôi mệt quá mọi người, giờ tôi nghĩ cách thôi mọi người. Chứ tôi không thể bắt nạt hai đứa này hoài được mọi người. Có cái cách nào mà tôi đi vô tôi có thể thoát khỏi đây không mọi người? Tôi mệt mỏi lắm trời rồi á. Ok, tôi sẽ thoát khỏi đây bằng những thực lực của tôi vậy. À, ok. Còn đúng hai chìa khóa nữa. Ủa, còn đúng cái rồi hả? Ủa, thế này mình đếm nhầm mà. Bây giờ còn đúng cái thì làm sao ta? À, giờ còn đúng một cái thôi mà không biết nó ở đâu nè. Trời ơi, tức ghê mọi người. Nó ở đâu ta? Còn đúng một cái thôi anh em. Trời ơi, còn đúng một cái nữa là về nhà gọi là gặp ba má rồi, gặp bé mưa rồi nữa. Trời ơi, tôi ghét ở đây ghê. Là mưa qua chỉ chỗ tôi cái chỗ. Ủa, trời đất quỷ thần ơi, nãy giờ đánh như một con điên. Trời ơi,
Mưa à, tạm biệt em. Trời ơi, này chị đánh với một con không dễ mọi người. Xong cuối cùng cái chìa khóa nó ở đây mọi người. Ok các bạn, chắc video của mình như này thôi. Thứ bạn là như nào các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho biết nha. Vâng, cái map nó rất là khắm luôn mọi người. Nếu bạn nào muốn chơi thì mình sẽ... Cảm ơn em với Mưa. Là tiếng chị về thực tại.